Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Najat Mokhtar. Quyền Tổng Giám đốc IAEA chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm trụ sở của IAEA, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong hợp tác với IAEA, cảm ơn những đóng góp tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc nói chung và các hoạt động hợp tác ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với IAEA. Bà Najat Mokhtar cho biết IAEA ấn tượng về năng lực và sự tham gia tích cực của Việt Nam, nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là mô hình hiệu quả thành công, trong đó có các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chủ tịch nước cảm ơn IAEA trong giai đoạn dịch COVID-19 đã cung cấp cho Việt Nam các thiết bị vật tư y tế, đồng thời đào tạo chuyển giao công nghệ xét nghiệm, qua đó giúp Việt Nam phòng chống đại dịch hiệu quả và nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Khẳng định Việt Nam sẽ tích cực tham gia và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật do IAEA khởi xướng. Chủ tịch nước đề nghị IAEA tiếp tục tăng các dự án hợp tác kỹ thuật cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương để Việt Nam có thể tham gia và có các dự án đặc thù cho Việt Nam để tăng cường đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Đề nghị IAEA tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các chương trình hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quốc gia cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thanh sát, an ninh, an toàn hạt nhân nói chung. Bà Najat Mokhtar hoan nghênh Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực của IAEA nhằm giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế như bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.